Và sáng hôm nay tụi mình lại đi chùa nghe cả nhà. Chùa đang này ở người ta kêu Quách là Nông Quách cả Nông nhà. Và ở ngoài đi vô ở cái cổng thì nếu mà người nước ngoài, nghĩa là không phải người của Campuchia, thì phải đóng $1 để được đi và vô các tham bạn quan. Của mình đang đỡ phòng vé để mua. Đây mời cả nhà đồng vé đi cùng vô đồng tham hành quan nha. Ở đây là cho đây người là nước cái ngoài. Chỗ đi mình vô là và người phải Việt Nam, nộp tiền cho mỗi người cho $1. Campuchia. Và mỗi vé sẽ có giá là $1. Đây, các bạn của mình đang đi vào. Và hầu như tất cả các chùa, các đền đều đang nằm ở trên cao. Và bây giờ tụi mình đang các bò lên. Các con lụa đang tiến bước trên từng bước cầu thang để đi lên trên phía trên của Wat Nong. Tất cả các chùa ở đất nước Campuchia này hầu như cái kiến trúc nó gần giống nhau. Có những tượng Phật theo các bậc thang và những cái hình rắn hoặc là những cái hình con voi rất là nhiều luôn cả nhà. Những cái chỗ mà bậc thang thấp và ít như vậy thì mình còn leo lên được. Chứ mà cao quá cái chân mình đi không nổi, chân bị đau vậy đó mình sẽ đứng ở dưới. Và bây giờ Trâm Anh đang từ từ bò lên. Ủa quần nó vô luôn kìa. Có vô không? Mưa không chịu. Mua rồi.
bây giờ mình đang đứng phía trên cao của chùa Bát Nấm. Bạn đi chung quanh chu vi của chùa để quay cận cảnh những cái phong tục hay là những cái gì của người dân ở đây người ta làm. Đây là những cái hoa sen đã bó sẵn mà mình có thể cầm những sen màu đỏ và đến chỗ cúng lại. Đang đu trên cây bà con, và dơi thì nó ngủ ngược, nó keo ngược. Ở đây cái bên của Bát Nấm. Ai bụng yếu yếu đựng nè. Ngon lắm này, ngon lắm. Nó thải độc mà. Thải độc tố. Pinsu á. Mà không tới á. Nó giống như chè sinh sâu lụa.
Phương Sài Gòn Việt Đức xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video cũng như đã ủng hộ kênh. Mình xin tạm dừng ở đây và chúc cả nhà muôn sự lành vạn sự an. Hẹn gặp cả nhà video sau. Bye bye!